Subin Hoàng Núi đã từng hát Đi Thật Xa Để Trở Về, và với tư cách một fan cứng của anh Bin, Aura cũng trở về giống idol nhưng có điều không mang đôi BTS đi săn mồi và bắt đầu flow ở thủ đô, mà cô nàng Dark Elf chậm rãi trở về nơi gọi là nhà, nơi có những người thân thiết đang chờ đón Aura. Thật là cảm động, nhưng liệu câu chuyện trở về này có chuyển thành cảm lạnh hay không thì mời anh em đến với nội dung hôm nay của hai đề tộc bọn tôi về series Overlord đặc biệt nha. Let's go! Anh Sương là một người chăm học ca dao tục ngữ đặc biệt và là cu của các cậu. Hả? À nhầm, câu của các cụ, có thực mới vượt được đạo, nên Ains cùng với Mare chuẩn bị một bữa ăn ngon để chào đón Aura sau khoảng thời gian lao động chăm chỉ ngoài kia trở về. Bữa ăn thịnh soạn này là ý tưởng duy nhất mà cuối cùng anh cũng có thể nghĩ ra để thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình vì đã bóc lột sức lao động của trẻ em. Vì sợ mùi thức ăn lan tỏa nhanh như mùi nghèo của tôi, nên cách an toàn nhất là trở về Nazarick và ăn uống ở đó, hoặc là mang đồ ăn từ đó đến cặt nhà này, rồi đợi khi Aura trở về mới bày đồ ăn ra. Tuy nhiên, chờ đánh còn tránh bữa ăn chứ đừng nói giặc nên bất chấp hiểm nguy. Ains thấy việc chuẩn bị một bữa ăn bất ngờ sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng phải ít mùi, kẻo người khác lại đến xin ăn ké hoặc xin cái mạng. Đầu tiên, Ains trở lại Nazarick và dặn bếp trưởng chuẩn bị những món ăn có mùi càng nhẹ càng tốt. Tiếp theo, Mare dùng vật phẩm ma thuật để triệu hồi ra một Wind Elemental để gửi không khí xung quanh họ thẳng lên trời và mùi thức ăn sẽ bị khuếch tán. Vật phẩm họ dùng để triệu hồi Wind Elemental có tên là Elemental Gacha. Nó là một quả cầu trong suốt như thủy tinh, bên trong là bốn ánh sáng chuyển động xung quanh thành những vòng tròn. 4 lần một ngày, bạn có thể triệu hồi và sử dụng Elemental trong 1 giờ. Các Elemental được triệu hồi có thể mang nguyên tố lửa, nước, gió và đất, hoặc các nguyên tố hỗn hợp. Nếu triệu hồi ra Elemental đơn nguyên tố thì số lượng là ngẫu nhiên và tỷ lệ nghịch với cấp độ của Elemental được triệu hồi. Còn nếu là Elemental mang nguyên tố hỗn hợp, số lượng luôn là 1, chỉ có level là random. Với tính chất may rủi về nguyên tố, cộng thêm tỷ lệ triệu hồi ra Elemental thượng cấp cực thấp, nên vật phẩm mới này có tên là Elemental Gacha. Nói chung cái gì liên quan đến Gacha thì thôi chả buồn nói. May cho Ains là Elemental Gacha được roll 4 lần một ngày và toàn bộ đều free. Sau lần roll thứ 3, Mare đã triệu hồi một Wind Elemental. Vật phẩm này chỉ có thể được sử dụng bởi một drill, nên trong tay Ains nó vô dụng. Vì vậy anh Sương quyết định tặng nó cho Mare thay vì để vật phẩm này bám bụi trong đại sảnh kho báu. Nghe thật là cảm lạnh. Thực ra, Ains mang nó bên mình để tặng cho ai đó có level thấp nếu có cơ hội, biết đâu lại có thêm một Henry 2.0. Mare đón nhận món quà từ chủ nhân, cậu cũng có một vật phẩm khác có thể chắc chắn triệu hồi ra Elemental thượng cấp một ngày một lần. Thậm chí còn có thể chọn nguyên tố bằng cách sử dụng chiếc ma pháp có nguyên tố phụ là nguyên tố mình muốn triệu hồi, sau đó mới kích hoạt nó. Với một NPC cấp 100 như Mare thì nó cũng không mạnh lắm, nhưng đó là vật phẩm mà Bukubuku Chagama trang bị cho Mare nên cậu không thay nó bằng một vật phẩm khác mạnh hơn. Các NPC có xu hướng không thay đổi vật phẩm của chính họ. Nếu họ phải thay đổi chúng, nó sẽ chỉ dành cho một vật phẩm khác mà họ từng được trang bị trước đó, trừ khi Ace yêu cầu. Đó là lý do họ chưa bao giờ gửi yêu cầu muốn đổi vật phẩm theo ý mình. Lần duy nhất có thể là khi họ tập trận và Abedo đến nói rằng cô ấy muốn mượn một số thứ khác. Ains nghĩ các NPC dường như đang bị ràng buộc với điều đó, nhưng được boss tặng quà thì ai mà chẳng vui, không vui thì hơi căng. Và rồi Cerberus ở phía bên kia cánh cửa đột nhiên di chuyển. Khi Ains mở cửa, Cerberus gầm gừ, ba cái đầu cùng hướng về một phía. Điều đó có nghĩa là ai đó đang đến. Cerberus chưa gặp Aura và Fenrir, mà dù vậy nó đã nhận thấy mùi hương của họ bám vào Ains và Mare. Vì vậy nó không nên phản ứng như thế này nếu họ quay lại. Có thể kế hoạch của họ đã bị lộ. Ains không thể cứ đứng ở đây và chờ đợi. Anh cần đi về hướng đó để xác nhận thông tin. Anh kích hoạt Perfect Unknowable và ra lệnh cho Cerberus đi cùng mình thông qua thần giao cách cảm. Ains bước theo sự dẫn đường của Cerberus. Chẳng bao lâu sau, anh có thể nghe thấy tiếng cỏ bị dẫm nát. Tiếp đến là một cái bóng khổng lồ, một con gấu có đến 6 chân. Một điều đáng chú ý khác là bộ lông của nó đang ướt đẫm và bám chặt vào cơ thể. Một Pokemon gấu hệ nước chẳng. Không đâu anh Sương ơi, đó là mồ hôi và nước mắt của nó thôi. Nguyên nhân chính là Trainer Aura đang ngồi trên lưng nó với cây roi trong tay. Cô quất roi một cách đều đặn như một chủ nô, khiến con gấu run lên vì sợ hãi. Aura và Fenrir không thể nhìn thấy Ains trong trạng thái Perfect Unknowable. Họ chỉ có thể thấy Cerberus nên đã dừng lại và thận trọng nhìn về phía này. Họ không tấn công ngay lập tức vì không thể xác nhận đó là Cerberus hoang dã hay do Ains đã triệu hồi. Đến lúc này Ains mới giải trừ Perfect Unknowable. Aura miệng thì vui mừng hét lớn chào hỏi chủ nhân, còn tay thì quất vào mông con gấu để nó nhanh cái chân lên và tiếp tục di chuyển. Con gấu tội nghiệp phát ra một tiếng kêu hệt như lợn bị thập tiết. Nó vô cùng sợ hãi và miễn cưỡng bước đến chỗ một cơn ác mộng khác mang tên Ains, một bộ xương di động. Rip bé gấu. Khi đến trước mặt Ains, Aura xuống khỏi thú cưỡi. Cô bé lanh lợi biết chắc rằng chủ nhân có một số câu hỏi, vì vậy cô nhanh nhảu trả lời luôn rằng mình đã thu phục được Pokemon đầu đàn của khu vực này mà không cần Pokeball và thậm chí còn dùng roi giáo huấn để con pet này biết bố nó thực sự là ai. Aura cho rằng với một tồn tại hùng mạnh như Ainsama thì không thể biết con tép diêu này mạnh đến mức nào. Theo cô nhận định, nó chắc chắn không quá mạnh, nhưng vẫn dư sức để kiểm soát khu vực này như lãnh thổ của nó. Các Dark Elf bình thường ở đây sẽ không dám đến gần vì sẽ rất nguy hiểm. Aura đề xuất biến đây trở thành khu vực cắm trại tạm thời và họ không cần phải lo về kẻ lạ mặt xâm nhập. Ains đồng ý rằng đây là một kế hoạch tuyệt vời, chắc chắn việc thuần hóa nó sẽ tốt hơn so với việc giết nó. Bởi vì không rõ họ sẽ dành bao nhiêu thời gian để tìm kiếm và quan sát các Dark Elf với căn cứ ở nơi đây.
Nếu đúng như vậy, thì nếu họ giết chúa tể của lãnh địa này, khu vực xung quanh sẽ náo động và Dark Elf rất có thể sẽ đến đây để thu thập thông tin. Vì vậy, tốt hơn là để nó sống, theo nghĩa là họ cũng có thể tránh được cuộc chạm trán như vậy. Nhưng còn một vấn đề, Ace biết Aura đã đạt đến giới hạn về số lượng trong kỹ năng điều khiển ma thú của mình. Vậy, khi cô kiểm soát thêm con ma thú này thì sẽ thiếu slot, liệu có con ma thú khác trong Nazarick được giải thoát khỏi sự kiểm soát của cô hay không? Thông thường trong những trường hợp như thế này, người ta có thể chủ động chọn và giải thoát cho ma thú, nếu không thì con ma thú thu phục đầu tiên sẽ được giải thoát. First in, last out. Với các quái vật triệu hồi cũng tương tự như vậy. Và câu trả lời của Aura là, các Beast Tamer có mối liên kết với những con ma thú được đặt dưới sự kiểm soát của họ, nhưng cô không có mối liên kết nào với loài này. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là cô không đặt con gấu này dưới sự kiểm soát hoàn toàn của mình, mà chỉ đe dọa nó bằng vũ lực, chống cự là bụng bự liền. Do đó, cô không thể sử dụng kỹ năng của Beast Tamer để buff cho con gấu này. Ace đã hiểu ra vấn đề và ngửi thấy mùi thum thủm của sự nguy hiểm, bởi bản năng hoang dã của con thú này vẫn có thể trỗi dậy, khiến nó tấn công họ. Anh không thể tưởng tượng được rằng Aura lại bỏ qua khả năng đó. Cô bé có lẽ đã đánh giá rằng những người ở đây sẽ không bị thương tích dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, để đề phòng, họ phải xác nhận sức mạnh của con gấu. Ace hỏi Aura, con gấu này với Hamsuke ai mạnh hơn? Nghe câu hỏi đó, Aura làm ra vẻ mặt tội lỗi. Có lẽ cô bé không dám nói thẳng ra rằng con chuột lang của mình mạnh hơn con hamster của chủ nhân. Ace phải động viên cô bé đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn, không thiên vị. Aura dè dặt đưa ra câu hỏi. Về khả năng thể chất thuần túy, con gấu này mạnh hơn Hamsuke trong quá khứ, nhưng giờ Hamsuke sau quá trình tham ngàn và kẹp ngần đã có thể sử dụng ma pháp, sở hữu thêm class chiến binh, lại còn được vũ trang thêm áo giáp các kiểu con đà điểu, thì con gấu này phải gọi chú chuột bằng bố dù khác loài. Nhớ lại hình ảnh con hamster ham ngủ của mình, Ace chắc chắn Aura đang cố bảo vệ nó. Tuy nhiên, Hamsuke đang rất nỗ lực để có được class chiến binh và các kỹ năng khác, nên anh sương cho chú chuột hamster một respect, cũng như tránh gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới cảm xúc của Aura, nên anh đành chấp nhận câu trả lời đó. Ace tiếp tục hỏi Aura và biết thêm được rằng, con gấu này chắc chắn phải được xếp vào hàng có số má ở trong khu rừng này, do tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thấy con nào mạnh mẽ như vậy. Có lẽ nếu họ tìm kiếm thì có thể sẽ tìm được một vài con mạnh. Nhưng mục đích của Ace không phải đến đây để sưu tập Pokemon hiếm, nên họ sẽ không làm vậy. Aura hiểu điều đó nhưng việc khám phá cũng có gì đó khá thú vị. Họ chưa từng thấy loại ma thú dạng gấu này ở đại sâm lâm Thốp. Vậy thì có thể có nhiều sinh vật đặc hữu tồn tại ở khu rừng này, hoặc cũng có thể nơi đây đang xảy ra một vài hiện tượng đặc biệt như một vài địa điểm hiếm có. Trong Yggdrasil, những loại địa điểm này có những hiệu ứng độc đáo và có thể tìm thấy những nguyên liệu quý hiếm và quái vật ở đó. Đáng tiếc, trong lãnh thổ vương quốc Sorcerer cai quản không có nơi nào như thế. Có vẻ như tộc Elf không có kiến thức sâu rộng về đại thụ hải, nên nếu đúng như Aura đã nói, thì nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho Nazarick, trong tương lai, họ sẽ cử các mạo hiểm giả tới khám phá nơi này. Còn bây giờ, Ace và Aura cần trở lại căn cứ nơi Mare đang đợi. Con gấu rõ ràng không muốn đi, nhưng sau khi ăn một roi từ chủ nhân mới, nó không còn lựa chọn nào khác. Ace hỏi Aura định làm gì với con gấu khi nó không được đặt hoàn toàn dưới sự kiểm soát của cô bé. Aura xin được mang nó trở về Nazarick. Ace khó mà đồng ý với thỉnh cầu này. Con gấu này không sở hữu mức độ thông minh cần thiết để có thể giao tiếp như Hamsuke. Anh không cho phép một ma thú ngu si tứ chỉ phát triển tự do đi lang thang tại tầng 6. Với sức mạnh đó, nó có thể gây nguy hiểm cho các hầu gái Homunculus và các thụ quái. Nhưng Aura sẽ không để nó tự do lang thang. Cô muốn thử nghiệm đặt những con ma thú dưới sự kiểm soát của mình mà không dùng những kỹ năng của một Beast Tamer. Như vậy thỉnh cầu đó nhằm mục đích tăng tiến sức mạnh vốn đã bị giới hạn của các NPC. Ace không nỡ từ chối. Tuy nhiên anh đề xuất Aura bắt đầu với một con gì đó yếu hơn, một con ma thú level 1 chẳng hạn. Như vậy sẽ an toàn hơn cho những người khác. Aura đón nhận đề xuất đó của chủ nhân một cách miễn cưỡng và không vui vẻ chút nào, khiến Ace cảm thấy có chút tội lỗi. Anh hỏi tại sao Aura nhất quyết muốn chọn con gấu này, hay là tại cô bé chưa từng có gấu, giống anh em VO2D tộc? Aura cho rằng, Fenrir và những ma thú khác của cô không thể giao tiếp như Hamsuke, nhưng chúng vẫn khá thông minh. Cô không nghĩ việc có thể giao tiếp hay không là cốt lõi của trí thông minh. Con gấu này có vẻ khá thông minh và có thể dạy bảo, huấn luyện được, dù vẻ ngoài trông khá giống mấy anh nhân viên văn phòng, nhưng mà là văn phòng tài chính. Nuôi dạy một con ma thú từ nhỏ sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, tuy nhiên lại tốn thời gian hơn. Aura hứa sẽ không để nó đi lang thang quanh tầng 6 và cách ly nó kỹ hơn chống Covid, cho đến khi cô tin rằng quá trình huấn luyện đã hoàn tất. Sau màn đối thoại tốn thời gian, thì cuối cùng, Ace cũng đi tới thỏa hiệp và chấp nhận thỉnh cầu của cấp dưới. Việc các NPC cố gắng cải thiện bản thân là niềm vui và niềm tự hào của anh và Ace Ogo. Aura đứng hình khi nghe những lời đó, tôi đoán có lẽ là do Ace nhắc đến cá nhân mình bên cạnh chính cái tên Gil Ace Ogo. Còn Ace thì tưởng mình đã nói sai điều gì đó. Nhưng sẽ còn khó xử hơn nếu anh bất cần xin lỗi. Anh đánh trống lảng sang chủ đề bữa ăn bất ngờ để thưởng cho sự chăm chỉ của Aura đang chờ đợi họ ở căn cứ. Aura trở nên vui vẻ khi nhận được món quà của chủ nhân. Họ nhanh chóng trở về Green Secret House. Chào đón họ là Mare cùng với một bàn tiệc thịnh soạn. Aura hào hứng với món quà đó khiến Ace cảm thấy nhẹ lòng. Anh Sương cũng không quên chuẩn bị hẳn một con bò dành riêng cho Fenrir, nhấn mạnh là chỉ dành riêng cho Fenrir vì anh không biết trước rằng Aura sẽ trở về cùng với một con gấu khổng lồ và theo lời cô bé thì con gấu này cũng đã no bụng từ trước đó rồi. Mà cho dù nó có đói bụng đi nữa thì việc bỏ đói cũng là một hình thức huấn luyện để đích thị là phân biệt đối xử version động vật. Còn với Cerberus, nó là một ma thú triệu hồi tạm thời nên Ace nghĩ việc cho nó ăn tối là vô nghĩa. Rõ ràng, chú chó ba đầu không nghĩ như vậy nhưng nó đâu thể làm gì khác
Ngoài việc chấp nhận sự thật phũ phàng đó, bên trong căn cứ, Aura và Mare thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành cho đến khi Ace bắt đầu nói đến chủ đề công việc. Sau khi thiết lập xong căn cứ, họ sẽ tiến hành tìm kiếm ngôi làng Dark Elf và thiết lập quan hệ thân thiện bọn họ. Ace đề xuất thực hiện chiến thuật Red Ogre Cry. Nghĩ đến nó, Ace lại cảm thấy khá vui. Đây là một chiến thuật đã từng thực hiện với bạn bè của mình. Một trò lừa bịp với đối phương để thực hiện chiến thuật này, anh từng nghĩ về việc sử dụng một con quái vật mà anh tự mình triệu hồi, nhưng Aura đã mang về đúng con ma thú phù hợp cho công việc. Nếu cô bé đồng ý sử dụng nó thì chiến thuật sẽ trở nên hoàn hảo. Dù có yếu tố bất ngờ nhưng điều này sẽ làm cho mọi thứ trông real hơn. Bởi hàng nhà chồng triệu hồi chưa chắc đã diễn tốt và tự nhiên bằng. Ví dụ như tại Thánh Quốc, Evil Lord of Wrath đã có một màn trình diễn xuất sắc, còn Circle Demon là một diễn viên cực tệ. Theo như nhận xét của Shizu, với đà tiến quân của Pháp Quốc, họ không có nhiều thời gian để chuẩn bị nên triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt. Aura tò mò về cái tên của chiến thuật này, nhưng Ace cũng không thực sự hiểu về nó. Tuy nhiên Mare có câu trả lời. Nó có lẽ dựa trên câu chuyện The Red Ogre Who Cry mà cậu bé từng đọc trong một cuốn sách. Ace chưa từng đọc cuốn sách đó, nhưng khi Mare nói rằng họ sẽ sử dụng con gấu mà Aura mang về, anh nghĩ rằng cậu bé đã đúng. Đây là lần đầu tiên anh biết được nguồn gốc của tên chiến thuật này. Anh cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của hai đứa trẻ và cũng là tự cười bản thân mình. Vậy là chiến dịch Red Ogre Cry chính thức bắt đầu. Và chiến dịch hay thì phải đợi tập tới, nhưng ấy khoan chớ vội dừng video bởi có bonus đây. Chắc không ít anh em từng chưa được nghe về câu chuyện từ Red Ogre Who Cry, nên tôi xin dành chút thời gian ở cuối video này để kể cho anh em nghe. Đây là một câu chuyện được phổ biến khá rộng rãi ở Nhật Bản với cái tên Naita Aka Oni. Nghe sử ngày xưa, xưa cỡ nào thì tôi chịu. Ở Thành Màn có hai con quỷ rất thân với nhau, đó là quỷ đỏ và quỷ xanh. Quỷ đỏ vốn là một con quỷ tốt bụng và thích tấu hài. Một ngày nọ, nó đã chán cuộc sống trong hang cùng với lũ Uibu và Voyager. Quỷ đỏ quyết định ra ngoài sống cùng con người, hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, khi dân làng nhìn thấy quỷ đỏ, họ sợ hãi chạy trốn vì không muốn tiếp xúc với tầng lớp đáy xã hội. Nghe câu chuyện, quỷ xanh quyết định giúp bạn mình. Nó sẽ tới chỗ con người để phá làng phá xóm, sau đó quỷ đỏ sẽ xuất hiện đánh đuổi quỷ xanh và cứu ngôi làng. Dân làng sẽ nhận ra quỷ đỏ là một con quỷ tốt bụng và chơi với nó. Kế hoạch diễn ra thành công, quỷ đỏ trở thành bạn của con người. Không lâu sau đó, quỷ đỏ nhớ quỷ xanh và quay trở lại thăm bạn mình, nhưng quỷ xanh đã biến mất chỉ để lại một mảnh giấy. Gửi quỷ đỏ, khi bạn đọc thư này thì tôi đã rời xa nơi này. Tôi biết rằng nếu bạn tiếp tục đi chơi với tôi, dân làng sẽ nghi ngờ. Vẫn nên tạm biệt, tôi đi cày top đây. Nhưng bạn chưa vô địch trong lòng người dân, mãi là anh em, quỷ xanh. Quỷ đỏ đọc đi đọc lại mảnh giấy đó và khóc rất nhiều. Cậu còn khóc nhiều hơn khi biết rằng thực ra quỷ xanh đã được một đại gia dầu mỏ bao nuôi, đổi nghệ danh thành The Citizens. Hả? Sau khi bỏ chơi với tầng lớp đáy xã hội, quỷ xanh đã gặt hái được rất nhiều thành công với hàng chục danh hiệu lớn nhỏ, còn quỷ đỏ vẫn phải loanh quanh uống C2, ngắm cúp liên đoàn và kể về lịch sử. Và đó là câu chuyện về quỷ đỏ hay khóc. Túm cái váy lại, anh em chỉ nên bỏ vào bộ nhớ phần quỷ xanh phá làng phá xóm để quỷ đỏ trở thành anh hùng là được rồi. Đó chính là kế hoạch của Ends và cũng là nội dung của phần tiếp theo. Còn cụ thể như thế nào thì anh em biết phải theo dõi ở đâu rồi đấy. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Đừng quên like và share và subscribe để ủng hộ kênh Hà Đi Tộc nha.